Bạn Tôm xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay bạn Tôm sẽ học tiếng Anh là tháp màu các bạn nhá. Sau đây bạn Tôm sẽ học từng màu một nhá. Con nhá, bắt đầu từng màu một nào. Màu gì nhỉ? Màu tím purple. Ok, tiếp tục. Màu xanh blue. Màu xanh green. Màu vàng yellow. Ok, thôi giờ bố nhà cho. Con tháp con lợn này, tháp con lợn rồi. Tiếp tục nào, học cùng các bạn nào. Màu cam orange. Màu đỏ red. Ok. Màu hồng pink, đúng rồi. Màu tím purple. Màu tím purple. Màu xanh blue. Màu xanh blue. Giỏi quá. Tiếp. Màu xanh green. Tiếp, con cứ đặt đúng trong cái này được. Màu vàng yellow. Màu vàng yellow. Ok, tiếp vào màu nữa. Màu cam orange. Rồi con lại cho vào. Màu đỏ red là cái cuối cùng, đúng rồi. Ok, lại tiếp tục cho vào. Lo lại nào. Mở màu cam. Màu vàng. Ok, yellow. Màu xanh. Màu xanh green. Green, đúng rồi. Màu xanh gì? Màu xanh blue. Blue, đúng rồi. Màu tím purple. Màu tím purple. Màu pink. Màu hồng pink. Rồi. Màu đỏ red, đúng rồi. Màu cam orange. Màu cam orange. Màu vàng yellow. Màu vàng yellow. Màu xanh green. Màu xanh green. Màu tím blue. Màu xanh blue. Màu tím purple. Màu tím purple. Màu hồng pink. Màu hồng pink là màu cuối cùng. Hay quá các bạn nha, rất cao nha. Bạn Tôm vừa đi siêu thị mua đấy. Rất cao luôn các bạn nhá. Đấy, rất nhiều kẹo nữa các bạn này. Đấy. Bạn Tôm vừa đi siêu thị về các bạn nhá. Đấy, bạn Tôm học màu sắc. Đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh, sau đó nhấn chuông nhá để xem những video mới nhất của bạn Tôm nhá. Đó, xin chào tất cả các bạn nào. Thôi, xin chào các bạn nhá. Bạn Tôm lại sẽ chơi lại một lần nữa nhá. Xin chào các bạn nào.